Xin chào các bạn nhé, chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ an lành. Hôm nay thì mình muốn có một thời gian ngắn để chia sẻ với các bạn về đề tài hạnh phúc hôn nhân và trong cuộc sống của thường ngày của những cặp vợ chồng cũng như là trong tình yêu. Thì thực sự ra là ngày trước thì mình mở kênh Thị Nở, mình cũng làm một số video hài hước. Nhưng mà đã lâu vì công việc, sau Covid công việc nó rất là bận rộn, cho nên là mình không làm được. Mình đã nghỉ mất một thời gian và đã đăng toàn bộ những cái video về vlog đi du lịch trải nghiệm. Thì hôm nay thì thực sự là mình cũng muốn làm một đề tài về tâm lý cũng như là hạnh phúc hôn nhân và trong tình yêu. Thì mở đầu thì mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ dần dần học hỏi và muốn làm những cái đam mê của mình.